Lúc em mua là khoảng chừng 10 sen hả? 15 sen gì hả? Dạ, cái rồng mới cũng là hồi trước em mua tầm khoảng 20 sen. 20 sen hả? Dạ. Một ngày ăn hết 30 ngày ghế. Rồi con kia. Gọi là mới gọi là mới xỉ răng thôi chứ. À. Dạ. Do em nuôi nhiều quá, còn trên hồ kính nữa. Riêng tiền dế hơn nhiều lúc ngày nên tốt hơn nhiều lúc 70-80 ngàn rồi. À. Chưa tính tiền cám nữa, cám. Là mùa lúc mà mình dế thì mình mua mình dự trữ bao lâu lận? Một ngày là mua về trút vô hết luôn, như vậy là trút vô hết luôn á. Là cứ sáng nào cũng phải chạy đi mua hả? Dạ, ngày nào cũng đi mua vô, đây cũng gần ở đây á. Nếu mua nó cũng cực vậy, sao đi du lịch hay đi đâu? Thì mình cho nó nhìn anh. À, nhìn vẫn được hả? Dạ, mấy cá nào cũng vậy, mình cho nó nhìn với đâu. À. Càng cho ăn mới càng chết. Đến là cái con hải tượng đó, nó bơi á, là mấy con chim né nó ra rồi ha. Dạ. Nó chuyện gì đó, cái hả mỏ là nó đớt, cái là đứt. Còn dế mà nó dám đua mỏ một cái đồng. Vậy dạ, chứ, đu miệng hay đâu. Dạ, chứ giờ con nó đâu biết làm sao đâu. Con cá đâu biết làm sao mà ăn đâu. Dạ. Đu trên đó đâu ăn được. Luôn đu trên đó đâu ăn được đâu phải không? Lộm luôn. Lộm được luôn hả? Tưởng không ăn được hả? Cái con cô hai cu kia, cái máng màu đẹp ghê, cuối cùng nó bị một cái đứa. Ừ. Nhìn từ trên xuống nó rất là đẹp. Đẹp. Nó phải đưa qua cái hồ bên kia, nhưng mà không bị bỏng đen thì nó phải đẹp không? Còn hột kiến thì mình nhìn bên cá bên hông thôi. Dạ. Như mấy con gì, con cọp, con hổ vằn gì đó. Dạ.